hàm xử lý chuỗi ở trong Excel. Thì chúng ta có những cái hàm mà phổ biến thường dùng. Đấy, đó là cái hàm left này, hàm right, hàm mid, hàm value, hàm len này, hàm concatenate. Đấy. Là những cái hàm mà chúng ta thường sử dụng để xử lý chuỗi ký tự. Rồi, thế thì chúng ta có một cái chuỗi ví dụ như ở đây. Đấy, thì mình thấy rằng là nếu bây giờ, nếu trường hợp mình muốn tách ba cái tự ABC từ cái chuỗi đó ra, thì mình quan sát vào cái chuỗi đó, mình thấy rằng ABC nó nằm ở đầu, hay nói cách khác là nó nằm ở bên trái. Nếu mà trường hợp bây giờ mình muốn tách ba cái tự ABC đó ra, thì mình sẽ sử dụng cái hàm left để mình tách ba cái tự đó ra. Đó. Còn nếu mà trường hợp mà mình muốn tách ký tự chữ M, N này, thì mình quan sát vào cái chuỗi đó, mình thấy rằng ký tự chữ M, N đó nằm ở cuối, hay nói cách khác là nằm bên phải. Vậy thì nếu trường hợp mà chúng ta muốn tách ký tự M, N đó ra, thì chúng ta sẽ phải dùng hàm right để chúng ta tách. Rồi, tiếp theo nếu trường hợp mà chúng ta muốn tách cái số 1, 2, 3, 4, 5 ra khỏi cái chuỗi đó, thì bây giờ chúng ta quan sát là cái số 1, 2, 3, 4, 5 nằm ở bên trong của chuỗi, tức là không hẳn là ở giữa nhưng mà nó nằm ở bên trong. Tức là ký tự mà chúng ta muốn tách nó không có ký tự ở đầu và cũng không có ký tự ở cuối. Thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm mid để chúng ta tách. Đó. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn chuyển sang giá trị số thì chúng ta sử dụng cái hàm value. Đó. Và nếu trường hợp chúng ta muốn đếm xem là cái chuỗi đó có bao nhiêu ký tự thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm len. Và cái hàm concatenate để chúng ta nối chuỗi ký tự lại với nhau. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành như sau. Đầu tiên chúng ta nhập dấu bằng để chúng ta lấy cái hàm left ra. Chúng ta có thể gõ cái hàm left như thế này bình thường giống như là chúng ta đã được học. Còn hoặc là chúng ta có thể vào bên trong lấy như thế này. Anh nhập dấu bằng này, xong anh bấm vào cái mũi tên đen ở đây. Rồi, một loạt những cái hàm Excel gợi ý ra cho chúng ta là những hàm phổ biến, là những hàm mà chúng ta thường dùng, mới dùng gần đây. Thì Excel sẽ gợi ý ra như thế. Nếu có cái hàm chúng ta cần thì chúng ta chọn ở đây. Còn nếu không có, chúng ta chọn More Function ở đây. Rồi, tiếp theo là ở cái hộp thoại này, chúng ta sẽ chọn vào một cái hàm bất kỳ ở trong cái khung này. Đó, ở mục trên này thì chúng ta sẽ chọn All, tức là tất cả. Ở trong này thì Excel có chia ra các cái chủ đề khác nhau. Hàm về tài chính, hàm ngày tháng, hàm cơ sở dữ liệu, hàm dò tìm. Đấy, hàm rất nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ cần cứ mục O ở đây là chúng ta cứ chọn để mặc định là mục O này. Sau đó nhé, chúng ta chọn một cái hàm nào đó bất kỳ trong cái khung dưới này. Đấy, chuột trái chọn một hàm bất kỳ. Mục đích để chúng ta đưa con trỏ chuột vào cái ô ở trong này thôi. Sau đó chúng ta nhập chữ cái đầu của hàm mà chúng ta cần lấy. Đấy, chúng ta nhập chữ L như thế này. Đó. Rồi, bởi vì chúng ta muốn lấy hàm left là cái hàm bên trái. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng ký tự chữ L. Vậy, chúng ta nhập chữ L để cho Excel gợi ý là chúng ta muốn biết là muốn tìm cái hàm bắt đầu bằng chữ L. Thì chúng ta thấy là đây, hàm left của chúng ta đây. Sau đó chúng ta chọn OK. Đó. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta lấy cái cửa sổ hàm ra. Hôm nay chúng ta đã học đến cái bài này rồi. Thì chúng ta biết thêm cái cách mà chúng ta có thể lấy cái hàm ở bên trong ra bằng cách như vậy. Đó. Rồi anh đóng đi, anh lấy lại một lần nữa này. Anh nhập dấu bằng này. Sau đó anh bấm vào cái mũi tên này. Rồi chúng ta chọn More Function ở đây nhé. Chọn hàm bất kỳ, nhập chữ cái đầu của hàm chúng ta cần lấy. Đó. Sau đó chúng ta chọn left như thế này, đúng không? Hàm chúng ta cần và chúng ta chọn OK. Rồi, bây giờ hàm left chúng ta có hai đối số. Đối số đầu tiên của hàm left đó là ô chứa chuỗi ký tự, là chúng ta chọn vào cái ô này. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta khai báo cho hàm left biết là chúng ta muốn lấy bao nhiêu ký tự. Đấy, thì chúng ta sẽ nhập số 3 vào đây bởi vì chúng ta cần lấy là ký tự ABC, có nghĩa là 3 ký tự. Bản thân của hàm left là lấy ký tự bên trái rồi, thì chúng ta phải khai báo cho hàm biết là chúng ta lấy ở đâu này, đúng không? Chuỗi nào này, ô tách này này là chúng ta sẽ chọn vào cái ô mà cái chuỗi ký tự đó mà chúng ta muốn tách từ cái chuỗi ký tự đó thì chúng ta chọn vào cái ô đó. Rồi ở phía dưới này number chart là số lượng ký tự mà chúng ta cần tách. Trong trường hợp này chúng ta muốn tách ba cái tự ABC thì chúng ta sẽ chọn vào để nhập số 3 vào đây, là tức là chúng ta muốn tách ba cái tự phía bên trái đó. Sau đó chúng ta chọn OK như thế này. Rồi thì lập tức chúng ta đã có kết quả là ABC. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tách ký tự chữ MN, thì lúc này chúng ta dùng làm right tương tự như thế, anh nhập dấu bằng như thế này.
Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào đây này, sau đó chúng ta chọn more function này, chọn hàm bất kỳ này, nhập chữ R này, hàm right nó bắt đầu vào chữ R. Rồi như thế này. Rồi chúng ta chọn hàm right, sau đó chọn OK. Rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ chọn ô chứa chuỗi ký tự này. Tiếp theo là chúng ta cũng khai báo cho hàm biết là chúng ta muốn tách bao nhiêu ký tự, đúng không ạ? Hàm right là tách ký tự bên phải, nhưng mà tách bao nhiêu ký tự, đúng không? Chúng ta tách hai ký tự, chúng ta để số 2, sau đó chúng ta chọn OK ở đây. Đó. Rồi, anh phóng nó lớn một chút nhìn cho nó dễ nhé. Đấy, như thế này. Rồi. Tiếp này. Đấy là chúng ta đã tách được ký tự bên trái và bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ tách ký tự ở giữa này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta muốn tách ký tự số 1 2 3 4 5 ra khỏi cái chuỗi đó thì chúng ta sẽ sử dụng hàm mít này, chúng ta nhập dấu bằng này. Rồi, sau đó chúng ta bấm vào mũi tên này và chúng ta chọn more function. Tiếp theo chọn hàm bất kỳ và chúng ta nhập chữ M là chữ cái đầu của cái hàm mà chúng ta cần lấy. Sau đó chúng ta bấm vào cái mũi tên dưới này để chúng ta tìm. Chúng ta đừng lăn chuột, lăn thì nó có thể nó đi nhanh nó sẽ quá mất. Đấy thì chúng ta chọn hàm mít là cái hàm này. Sau đó chúng ta chọn OK. Rồi tiếp theo là chúng ta phải khai báo cho cái hàm mít biết là chúng ta muốn tách ở đâu, đúng không? Cũng thế thì chúng ta chọn vào cái ô này là cái ô mà chúng ta cần tách. Rồi bây giờ là mục start number là gì? Start number có nghĩa là tách lấy từ ký tự số mấy. Bởi vì ấy, chúng ta tách ký tự ở giữa, có nghĩa là ký tự mà chúng ta cần lấy nó không phải là nằm đầu tiên, nằm từ đầu mà nó sẽ nằm ở bên trong của chuỗi. Thì bây giờ chúng ta muốn tách cái số 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì chúng ta khai báo cho hàm mít biết là chúng ta muốn tách từ ký tự số mấy. Đấy, từ ký tự số mấy nó sẽ đếm từ bên trái qua nhé. Thì có phải là chúng ta muốn tách từ ký tự số 4 đúng không ạ? Số 4 có nghĩa là vị trí của cái số 1 ở trong cái chuỗi đấy đấy. Rồi tách từ ký tự số 4 và number chart là tách bao nhiêu ký tự tính từ ký tự đó. Đấy, tách bao nhiêu ký tự tính từ ký tự số 4 trong trường hợp này. Đó, thì chúng ta muốn tách số 1, 2, 3, 4, 5 ra thì chúng ta sẽ để là số 5. Tức là chúng ta sẽ tách 5 ký tự đấy, từ cái chuỗi đó. Sau đó chúng ta chọn OK như thế này. Là chúng ta đã tách được cái số 1, 2, 3, 4, 5 ra rồi. Tiếp theo nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn chuyển cái số này ra dạng số thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm value. Vậy thì lúc này chúng ta có một cái vấn đề như thế này. Em thấy rằng là cái vị trí của cái chữ ABC này, M, N này, số 1, 2, 3, 4, 5 này nó đều nằm ở phía bên trái của cột. Đấy, nó đều nằm ở phía bên trái của cột. Vậy thì nó sẽ có giống nhau ở mặt tính chất, tức là nó sẽ giống nhau về mặt bản chất. Đấy, tức là em hiểu là ABC này là chữ này, M, N cũng là chữ luôn. Vậy cái số 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng ta nhìn thấy ở đây nó cũng là chữ. Đấy, nó là chữ. Thực chất thì nếu mà nói đầy đủ thì nó là chuỗi, chuỗi văn bản. Nhưng mà thường thì các bạn hay lầm tưởng cái số này là số, nhưng không phải. Khi mà chúng ta tách số từ chuỗi ra thì nó vẫn là chuỗi. Em chú ý điểm này. Nếu mà tách số từ chuỗi ra nó vẫn là chuỗi. Chuỗi có nghĩa là nó không phải là số đấy, đơn giản là như thế. Rồi, thế thì để mà chuyển thành số chúng ta có cái hàm value thì chúng ta nhập dấu bằng và hàm value thì nó chỉ có một đối số thì chúng ta có thể là nhập hai cái tự trực tiếp vào đây. Đó. Rồi, và nếu cho hiện cửa sổ hàm thì chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta chỉ việc là chọn vào cái ô mà có cái số ở dạng chuỗi. Đấy, chọn vào ô có số ở dạng chuỗi, sau đó chúng ta chọn OK như thế này. Thì lập tức là chúng ta đã chuyển được cái chuỗi đấy, chuỗi 1 2 3 4 5 này về dạng số là số là cái số này. Đó. Tức là chúng ta chuyển từ dạng số ở dạng chuỗi về dạng số đấy bằng cái hàm value này. Đó. Thì bây giờ giả sử chúng ta muốn định dạng phân cách hàng nghìn cho những con số này. Đấy, bây giờ anh sẽ định dạng, anh bấm vào đây. Thì em sẽ thấy là cái số này nó đã định dạng phân cách hàng nghìn rồi. Bởi vì là số thì có thể phân cách hàng nghìn được, đúng không ạ? Đó. Còn là cái số ở trên này nếu trường hợp chúng ta thử thì chúng ta sẽ biết rằng là đấy, chúng ta không có định dạng phân cách hàng nghìn được bởi vì nó không phải là số cho nên là không có định dạng phân cách hàng nghìn được. Chúng ta phải hiểu được bản chất dữ liệu của chúng ta là gì. Chúng ta nhìn vào dữ liệu, chúng ta phải hiểu được bản chất của nó đang là số hay là đang là chuỗi. Đấy thì chúng ta mới xử lý nó mới đúng, nó mới chuẩn được. Đấy em chú ý như vậy. Thì đấy là cách thứ nhất để mà chuyển giá trị
số ở dạng chuỗi về dạng số là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm value. Cách thứ hai nhá, cách đây này, cách thứ nhất là dùng hàm value này. Cách thứ hai này là chúng ta có thể nhân với một. Đấy, chúng ta nhập dấu bằng này. Chúng ta lấy cái ô mà có số ở dạng chuỗi đó, chúng ta nhân với một như thế này, sau đó chúng ta enter. Thì đây là cách thứ hai mà chúng ta có thể chuyển chuỗi ở dạng số ở dạng chuỗi về dạng số. Đấy, cách số 3 là chúng ta sẽ nhân với một. Đấy. Chia cho một rồi sau đó chúng ta nhân với một rồi sau đó là chúng ta chia cho một như thế này. Đây là cách số 3 này. Cách số 4 này là chúng ta lấy lấy cái ô đó và chúng ta cộng với không này. Đó. Và cách số 5 này là chúng ta lấy cái ô đó trừ đi không. Đấy. Trừ đi không. Thì tùy theo tình huống mà chúng ta sẽ sử dụng cái cách nào cho nó phù hợp. Đấy các bạn nhé. Thế thì khi mà chúng ta dùng cái cách này mà không được thì dùng cách khác, đơn giản là như thế thôi. Và làm sao cho nó thuận tiện nhất thì anh đã giới thiệu cho chúng ta biết là có 5 cách phổ biến để chuyển giá trị số ở dạng chuỗi về dạng số. Rồi tiếp theo chúng ta xuống cái hàm len. Bây giờ chúng ta muốn biết rằng là cái chuỗi ký tự của chúng ta này có bao nhiêu ký tự. Nếu giả sử chúng ta chỉ có một cái ô này thì chúng ta có thể đếm được, chúng ta biết được là bao nhiêu ký tự. Nhưng khi giả sử chúng ta có cả một cột dữ liệu, đấy, một cột dữ liệu hoặc nhiều cột dữ liệu mà chúng ta muốn đếm thì chúng ta đếm bằng thủ công thì sẽ không ổn. Cho nên chúng ta phải sử dụng cái hàm len. Và tất cả những cái hàm xử lý chuỗi này cũng thế. Nói chung hàm ở trong Excel mục đích là để xử lý hàng loạt. Đấy, chúng ta phải chú ý như thế. Chứ nó không có xử lý một cái ô nào đó. Đấy, một ô thì chúng ta không cần phải sử dụng hàm, đúng không ạ? Còn nếu khi chúng ta muốn sử dụng hàng loạt thì chúng ta phải sử dụng hàm. Đấy, vậy công dụng của hàm là như thế. Rồi chúng ta nhập dấu bằng này, chúng ta lấy hàm len này như thế này. Rồi, hàm len thì chỉ có một một đối số thôi và chúng ta chọn vào cái ô này, sau đó chúng ta enter. Thì lập tức là kết quả sẽ trả về là số 10. Số 10 ở đây có nghĩa là cái ô đó có chứa 10 ký tự, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nếu mà chúng ta muốn nối các cái chuỗi ký tự lại với nhau thì chúng ta sử dụng cái hàm concatenate. Này, chúng ta nhập dấu bằng này. Chúng ta nhập ba cái tự concatenate. Đấy. Concatenate, đúng rồi. Đây. Rồi, chúng ta bấm vào Fx này. Thì chúng ta thấy rằng là cái hàm này, đầu tiên chúng ta muốn nối ABC, chúng ta chọn vào ABC đầu tiên này. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống. Đấy, chúng ta nối lại như ban đầu. 1, 2, 3, 4, 5 này. Tiếp là chúng ta chọn MN như này. Đấy, ok. Lập tức là chúng ta đã nối được cái chuỗi này. Đó. Nếu giả sử chúng ta muốn, giả sử khi mà chúng ta nối mà chúng ta có cái muốn có một cái dấu gạch ngang ở giữa chẳng hạn thế, thì chúng ta làm như nào? Đấy, chúng ta cũng làm tương tự như thế này. Đấy, cần ca trên đây này. Rồi, chúng ta bấm vào Fx này. Rồi, ABC này, đúng không? Dấu gạch ngang đúng không? Đến dưới này tiếp tục chúng ta để dấu gạch ngang ở đây. Sau đó chúng ta lại chuyển con trỏ xuống. Tiếp tục chúng ta lại chọn số 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta chuyển con trỏ xuống, chúng ta lại để dấu gạch ngang. Rồi chúng ta lại chuyển con trỏ xuống và MN như thế này. Sau đó chúng ta OK. Thì lập tức là chúng ta sẽ có được một cái dấu gạch ngang để phân cách giữa các cái ký tự đó. Đấy, nếu chúng ta muốn thì đây là một cái ví dụ. Đấy, ứng dụng. Nếu chúng ta muốn có thể dấu gạch ngang hoặc dấu cách gì đó, đúng không? Tùy chúng ta muốn thôi. Thì đấy là cái cách sử dụng cái hàm concatenate. Rồi, một cách khác nữa là chúng ta có thể sử dụng cái dấu và để chúng ta nối trực tiếp. Đấy, thì chúng ta nối như sau, chúng ta nhập dấu bằng này. ABC này. Rồi, chúng ta nhấn dấu và bằng cách nhấn Shift và phím số 7 này. Rồi, chúng ta nối với 1 2 3 4 5 và tiếp tục chúng ta lại dấu và chúng ta chọn. Sau đó chúng ta enter. Đấy là chúng ta cũng sẽ nối được, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái dấu và để chúng ta nối. Đấy là về mặt lý thuyết, đúng không? Xuống dưới này chúng ta có một cái bài tập như sau. Rồi, chúng ta có một cái bài tập như thế này. Bây giờ chúng ta cần, chúng ta có cột mã hàng và cột nhập. Bây giờ chúng ta cần phải tính cột xuất, đơn giá, thành tiền và chiết khấu, đúng không? Là những cái cột mà chúng ta còn trống ở đây. Thế thì cột tính cột xuất thì yêu cầu như sau. Nếu mã hàng mà có ký tự đầu là A thì xuất bằng 60% nhân nhập. Đấy, thì chúng ta phân tích này. Nếu mã hàng có ký tự đầu là A thì xuất bằng 60% nhân nhập. Đấy, nếu mã hàng có ký tự đầu là B thì xuất bằng 70% nhân nhập. Đúng không? Thế thì có nếu là có if rồi thì chúng ta lấy hàm if ra như thế này. Đúng không? Có nếu là có if.
như thế này. Rồi chúng ta bấm vào Fx ở đây. Rồi chúng ta lấy được hàm if ra. Nếu là có if rồi, tiếp này, mã hàng có ký tự đầu là A. Thế thì làm sao để chúng ta biết được là ký tự đầu nó có phải là A hay không? Không phải chúng ta nhìn bằng mắt đúng không ạ? Chúng ta phải dùng hàm để cho Excel biết là xác định được là ký tự đầu của mã hàng đó nó có phải là A hay không. Thì lúc này có phải là để ký tự đầu thì chúng ta nhớ đến cái hàm left là cái hàm để mà chúng ta tách ra ký tự phía bên trái đúng không ạ? Ký tự đầu nó có nghĩa là nó nằm ở bên trái. Đấy, chúng ta phải tư duy đúng không? Chúng ta phải tư duy như thế chứ không phải là có thể người ta nói cho chúng ta biết là phải dùng hàm left để mà tách một ký tự đầu ra rồi là chúng ta phải thế này phải thế kia đúng không? Khi mà một bài tập thì người ta sẽ viết chung chung để người ta sẽ xem cái tư duy của mình như thế nào. Đấy, chứ nó không phải là đơn thuần là người ta nói rõ ràng ra cho mình. Nhưng khi chúng ta làm thực tế thì rất là rõ ràng. Đấy, rất là rõ ràng chứ không có gọi là ẩn ý gì cả. Đấy, nhưng mà có điều là chúng ta phải, khi mà chúng ta làm bài tập chúng ta phải học cách tư duy. Thì đây là chúng ta đang học cách tư duy là như thế. Chúng ta phân tích là như thế. Rồi. Thế thì sau khi chúng ta lấy hàm left, hàm if xong thì chúng ta sẽ lấy hàm left ra như thế này. Chúng ta bấm vào đây này. Chúng ta chọn hàm left. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái ô mã hàng này và chúng ta sẽ tách một cái tự ra. Tại sao lại tách một cái tự? Bởi vì đề bài bảo rằng là nếu mã hàng có cái tự đầu là A thì chúng ta chữ A này này chúng ta ngầm hiểu là A nó chỉ có một cái tự thôi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải là để số 1 ở đây để chúng ta tách một cái tự ra thôi. Đấy, sau đó chúng ta để con trỏ lên hàm if này. Đấy, và chúng ta thấy rằng là cái hàm if này ở cái kết quả của nó hiện là value đỏ ở đây, có nghĩa là gì? Đối số đầu tiên của hàm if phải là một cái mệnh đề so sánh đúng không ạ? Thế thì chúng ta nó thiếu một cái vế cho nên là hàm nó sẽ báo đỏ ở đây, có nghĩa là chưa đầy đủ thông tin đúng không ạ? Đấy, ý nghĩa là như thế. Rồi thì chúng ta phải chuyển con trỏ vào bên trong và chúng ta nhập dấu bằng. Và chúng ta cho với bằng với chữ A đúng không? A là chuỗi ký tự cho nên là chúng ta phải mở nháy kép ra và chúng ta sẽ nhập chữ A ở đây. Đấy. Thì đây chính là cái điều kiện, chính là cái câu là nếu mã hàng có ký tự đầu là A. Đấy, đến cái mức này rồi, đến cái câu đó rồi đấy. Nếu mã hàng có ký tự đầu là A này, rồi đến thì này, thì chúng ta chuyển con trỏ xuống đối số tiếp theo này. Thì suất đúng không? Suất bằng 60% nhân nhập thì chúng ta sẽ ghi là 60% ở đây. 60% này nhân với nhập là chúng ta nhân với cái ô này đúng không? Rồi sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống. Tiếp theo là bây giờ chúng ta đọc tiếp cái điều kiện ở phía dưới là nếu mã hàng có ký tự đầu là B thì suất bằng 70% nhân nhập. Thế thì chúng ta nhìn mắt thường vào cái cột mã hàng này chúng ta thấy rằng là chỉ có A và B thôi. Ký tự đầu nó chỉ có A và B thôi. Vậy thì chúng ta có thể ghi kết quả luôn là 70% nhân với nhập ở đây. Nhưng nếu trường hợp mà ký tự đầu của mã hàng này nó có ký tự khác nữa, giả sử có ký tự C nữa chẳng hạn, thì lúc này chúng ta lại phải lấy hàm if khác nữa ra để chúng ta lập trình tiếp. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi, ký tự đầu là A và B thôi. Mà A thì chúng ta đã lập cho kết quả là 60% nhân nhập rồi, vậy thì trường hợp còn lại sẽ là của B. Mà của B thì sẽ là như thế nào? Thì sẽ là 70% nhân nhập. Thì chúng ta ghi 70% nhân với nhập ở đây là chúng ta nhân với cái ô này. Đấy, sau đó chúng ta enter. Rồi, sau đó là chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta, kết quả của chúng ta. Tiếp theo chúng ta tính cột đơn giá này. Nếu mã hàng có ký tự cuối là Y thì đơn giá là 200.000. Nếu mã hàng có ký tự cuối là N thì đơn giá là 500.000. Vậy thì lúc này chúng ta cũng tương tự như thế đúng không? Nếu nó có if rồi đấy, chúng ta lấy hàm if ra. Chúng ta cứ từng bước một như thế nhá. Rồi, lấy hàm if này, xong đó chúng ta cho hiện cửa sổ hàm lên, đúng không? Tiếp theo là gì nhỉ? Mã hàng có cái tự cuối đúng không? Đấy, cái tự cuối thì chúng ta liên tưởng đến cái hàm gì? Hàm right đúng không? Là bên phải, cuối có nghĩa nó nằm ở bên phải, đúng không ạ? Chúng ta tư duy như thế. Đấy, cuối có nghĩa nằm bên phải. Vậy thì chúng ta sẽ sau khi lấy hàm if xong chúng ta lấy hàm right như thế này. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn vào cái ô mã hàng này và chúng ta tách bao nhiêu ký tự bên phải. Bây giờ đề bảo là ký tự cuối là y thì chúng ta ngầm hiểu là có một ký tự thôi thì chúng ta để số 1 ở đây. Đấy, như thế này. Rồi sau đó chúng ta để con trỏ vào hàm if ở trên thanh công thức để mục đích cho hàm if hiện cửa sổ hàm ra. Đấy, thì chúng ta cũng phải chuyển vào đối số đầu tiên của hàm if này, sau đó chúng ta nhập dấu bằng.
chúng ta mở nháy kép ra và chúng ta sẽ viết chữ y ở đây, đúng không ạ? Y là chuỗi ký tự trong công thức, chuỗi phải để trong cặp nháy kép, là chú ý như thế. Rồi tiếp theo là bây giờ nếu mà ký tự cuối là y thì đơn giá là 200.000, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải ghi kết quả là 200.000 ở đây như thế này. Rồi 200.000. Rồi tiếp theo là gì? Bây giờ chúng ta đọc điều kiện ở dưới là nếu mã hàng có ký tự cuối là N thì đơn giá sẽ là 500.000. Thế bây giờ nhá, chúng ta nhìn vào cái mã hàng này, chúng ta chỉ thấy là Y và N thôi. Mà Y thì đã là 200 rồi, vậy trường hợp còn lại là của N, đúng không? Của N thì sẽ là bao nhiêu? Là 500, đúng không? 500, chúng ta ghi 500 ở đây. Thế thôi, đúng không? Nếu mà nó còn những ký tự khác thì chúng ta phải íp tiếp. Nhưng mà ở trong trường hợp này chỉ có hai trường hợp thôi. Đấy, thì chúng ta ghi là kết quả luôn và sau đó chúng ta enter như thế này. Rồi, chúng ta kéo công thức xuống. Rồi, tiếp theo là chúng ta tính cột thành tiền này. Thành tiền thì bằng suất nhân đơn giá, là chúng ta chỉ việc lấy hai cột này nhân cho nhau. Suất này nhân với đơn giá như thế này. Đó, sau đó enter. Tiếp theo chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tính đến cột tiền chiết khấu. Cột tiền chiết khấu này, nếu ba ký tự giữa của mã hàng có giá trị lớn hơn 10 thì được chiết khấu 20% thành tiền. Ngược lại chiết khấu bằng 0. Đấy, nếu ba ký tự giữa của mã hàng có giá trị lớn hơn 10 thì được chiết khấu 20% thành tiền, ngược lại chiết khấu bằng 0. Vậy thì lúc này chúng ta có nếu là có if rồi, chúng ta cứ lấy if ra, đúng không? Đấy, nếu là if rồi, đấy, cứ nhớ như thế. Đấy, chúng ta cứ làm từng bước một, chúng ta đừng có mà vội vàng và tư duy là phải hiểu hết rồi sau đó chúng ta mới lập công thức thì nó sẽ khó, đúng không? Lấy hàm if này, rồi ba ký tự giữa của mã hàng, đúng không? Lần lượt như thế, ba ký tự giữa, làm sao để chúng ta lấy được ký tự giữa? Có phải là chúng ta sẽ dùng cái hàm mid, đúng không? Đấy, thì chúng ta lấy hàm mid này, rồi chúng ta bấm vào đây nhé, sau đó chúng ta lấy hàm mid này, rồi chúng ta sẽ lấy hàm mid này, rồi ba ký tự giữa của mã hàng, có nghĩa là chúng ta tách ba ký tự giữa của mã hàng thì cái ô chuỗi ký tự mà cần tách là cái ô này. Sau đó chúng ta tách ba ký tự giữa, đúng không? Chúng ta đếm này, chúng ta quan sát cái mã hàng của chúng ta có mấy ký tự, 1 2 3 có 5 ký tự. Vậy thì có phải là chúng ta tách ký tự số ra, mục đích là số, đúng không? Thì chúng ta tách từ ký tự số 2, đúng không? Tách từ ký tự số 2 này và chúng ta tách ba ký tự, đúng chưa? Đấy, thì ba ký tự giữa của mã hàng đấy. Đó. Rồi, sau đó chúng ta chuyển con trỏ lên hàm if trên thanh công thức, rồi chuyển con trỏ bên trong. Thì bây giờ chúng ta tư duy như thế này, rồi đề bảo là gì nhỉ? Nếu mã hàng có cái tự có cái giá trị, đúng không, lớn hơn 10, để chúng ta lập công thức bình thường như này, lớn hơn 10 như thế này. Đấy, đúng không? Bình thường là chúng ta sẽ lập công thức như thế. Chúng ta nghĩ rằng như thế này là đúng. Nhưng thực chất nó không phải như thế. Bởi vì chúng ta chú ý một cái điểm là khi mà chúng ta tách ba cái tự số ở chuỗi ra thì nó vẫn là chuỗi, tức là nó không phải là số. Đấy, nó không phải là số đâu. Đấy, không phải là số. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ làm nháp ra bên này cho các bạn xem này. Mình dùng cái hàm mid này mình tách ra nhé, để cho các bạn hiểu rõ cái mục cái vấn đề này. Đấy, mình sẽ dùng hàm mid này, mình chọn vào đây này. Mình tách hai cái tự ra này, từ cái tự tách ba cái tự ra tính từ cái tự số 2 này. Đó, như thế này. Rồi, thì đấy, kết quả nó sẽ như thế này. Tức là gì? Nó vẫn là chuỗi. Đấy, các bạn thấy nhá. Là nó vẫn nằm ở bên trái. Đấy, nó vẫn là nằm bên trái, tức là nó vẫn là chuỗi, đúng không ạ? Nó giống như chữ ấy. Đó. Thế thì khi mà chúng ta muốn so sánh với cái số 10 này này, 10 nó là một con số, đúng không ạ? Chúng ta không thể lấy chuỗi so sánh với số được, thì nó sẽ không thể nào mà cho kết quả là đúng được, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ phải chuyển cái giá trị chuỗi này về dạng số, đúng không? Bằng năm cái cách vừa rồi chúng ta đã học đấy. Rồi, thế thì chúng ta phải làm như sau nhé. Chúng ta lấy hàm if này, như thế này. Rồi, sau đó chúng ta bấm vào fx để cho hiện cửa sổ hàm if lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một cái hàm mid, đúng không ạ? Hàm mid ở đây. Và chúng ta chọn vào cái ô mã hàng này. Chúng ta tách từ ký tự số 2 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ tách ba ký tự. Rồi, sau đó chúng ta để con trỏ lên hàm if này. Chuyển vào bên trong này. Chỗ này chúng ta, khi mà chúng ta tách ra thì nó vẫn là chuỗi. Chúng ta sẽ chuyển cái chuỗi đó về số. Thì chúng ta, trong trường hợp này chúng ta nhân với 1 thì nó sẽ thuận lợi cho chúng ta cái việc mà chúng ta lập công thức hơn, đúng không ạ? Nhân với 1 đấy,
hoặc là các bạn chia cho một đều được, chứ còn cộng không trừ không thì các bạn phải đóng mở ngoặc nó vào các bạn nhé. Rồi hoặc là dùng hàm value thì chứ các bạn phải là lấy hàm value trước, sau đó các bạn mới lấy hàm mid. Như trong trường hợp như thế này thì chúng ta lên là nhân với một thì nó sẽ tiện hơn, đúng không? Nhân một hoặc chia một, sau đó chúng ta cho lớn hơn 10 như thế này đó, thì lúc đấy kết quả của cái vế bên trái này nó là một con số này các bạn nhé, nó là một con số thì chúng ta mới so sánh với số 10 được chứ, nó lớn hơn hoặc nó nhỏ hơn thì nó mới đúng. Còn lúc ban đầu mà chúng ta lấy chuỗi mà chúng ta so sánh với cái số 10 đó thì làm sao mà nó đúng được, không bao giờ đúng, không, luôn luôn sai luôn. Tức là chuỗi và số thì nó không thể nào mà nó so sánh được với nhau đấy, đúng không ạ? Nếu mà lớn hơn 10 thì sao, thì chúng ta sẽ là kết quả của chúng ta muốn ghi ra là gì, chiết khấu là 20% thành tiền, thì chúng ta sẽ ghi là 20% nhân với thành tiền đấy, là nhân với cái ô này, đúng không ạ? Đấy, tức là nếu mà cái giá trị lớn hơn 10 thì được chiết khấu 20%, còn ngược lại là không, không chiết khấu là không. Sau đó chúng ta enter như thế này đấy, sau đó chúng ta kéo công thức xuống đấy như thế này rồi, và chúng ta có thể phân cách hàng nghìn cho kết quả ở đây để chúng ta nhìn dễ hơn, đúng không ạ? Rồi đấy là như thế các bạn nhé. Rồi tiếp theo tính là thanh toán thì bằng thành tiền trừ chiết khấu thì quá đơn giản rồi, đúng không? Thanh toán thì bằng thành tiền trừ chiết khấu đấy, như thế này thôi. Sau đó chúng ta kéo công thức xuống đấy,